Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị giao ban công tác quý 1 triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2 năm 2022 của Thường trực Tỉnh ủy, cùng dự có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh ủy, thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá quý 1 năm 2022, tình hình thế giới, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường, nhất là dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp các ngành khắc phục khó khăn, chủ động tích cực triển khai đồng bộ kịp thời các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức cho nhân dân vui Tết đón xuân an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tổ chức thành công các hoạt động chào mừng và điểm nhấn là lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh, đảm bảo trang trọng, ấn tượng, thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ. Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được triển khai thực hiện, tạo chuyển biến tích cực. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung chỉ đạo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp các ngành tập trung rà soát, đẩy mạnh thực hiện, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra. Nổi bật là đã hoàn thành gieo cấy gần 40.000 ha lúa, đảm bảo trong khung thời vụ, trồng 6,5 nghìn ha cây màu vụ xuân, tích cực chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Quý 1, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt trên 21.800 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư ước đạt gần 6.400 tỷ đồng, tăng 7%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 5.500 tỷ đồng, đạt 27% dự toán. Số khách du lịch ước đạt 655.000 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 382 tỷ đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Văn hóa xã hội được đẩy mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường. Các đại biểu cũng đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được của địa phương, đơn vị, đặc biệt là kết quả công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên, phòng chống dịch COVID-19 và kết quả triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, trách nhiệm của các địa phương trong công tác thu hút đầu tư. Các đại biểu cũng đề xuất kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới để tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm bắt tình hình dư luận nhân dân. Công tác chuẩn bị cho việc triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, việc tổ chức học trực tiếp và ăn bán trú cho học sinh, phát triển kinh tế biển, công tác quản lý đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, ra mắt sản phẩm du lịch mới để thu hút du khách. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc đã làm rõ thêm những kết quả trong lãnh đạo chỉ đạo quý 1, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các địa phương cần tập trung cao cho công tác phòng chống dịch, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, đảm bảo hành lang an toàn giao thông, tập trung giải quyết những vụ việc đơn thư khiếu nại phức tạp kéo dài, quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao các cấp các ngành trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trong quý 1 với những kết quả tương đối toàn diện trên các mặt. Về những nhiệm vụ trọng tâm quý 2, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp các ngành các địa phương cần tiếp tục quán triệt phương châm năm 2022 là năm của hành động. Trong đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, công tác nội chính, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Theo đó, về công tác xây dựng Đảng, cần tập trung hoàn thành việc ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế biển trong tháng 4, tiến hành sơ kết nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thành phố Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quán triệt triển khai thực hiện sơ kết tổng kết các chỉ thị nghị quyết của Trung ương của tỉnh theo kế hoạch, triển khai thực hiện kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kế hoạch luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo. Về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung hoàn thành báo cáo và có các giải pháp xử lý đối với các dự án đầu tư công, dự án ngoài ngân sách nhà nước chậm tiến độ. Xem xét tham mưu việc điều chuyển trạm y tế cấp xã về các địa phương quản lý. Tập trung công tác lập quy hoạch, xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Trong đó chú trọng lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư, bứt phá trong cải cách thủ tục hành chính.
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng trao đổi làm rõ những kiến nghị đề xuất của các đại biểu tại hội nghị liên quan đến vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý, công tác đấu giá đất, xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu.